Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 11 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh đánh giá tình hình thực hiện các dự án. Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Chí Nghĩa Phú Cường. Cứu sống bệnh nhân chấn thương phức tạp bằng phương pháp điều trị mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố. Sau gần 3 tháng kiểm điểm tiến độ của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh, nhìn chung, một số dự án trên tổng số 12 dự án trọng điểm tỉnh, tiến độ triển khai khá chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các cột điện, khu tái định cư. Với các dự án giao thông lớn như đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, một số cụm công nghiệp. Ngoài nguyên nhân khách quan do cơ chế chính sách có sự thay đổi, ảnh hưởng của thời tiết thì chủ yếu do lãnh đạo một số địa phương chưa sát sao tập trung triển khai các dự án này. Việc chậm triển khai giải phóng mặt bằng đối với các dự án giao thông trọng điểm rất có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân đầu tư công của tỉnh. Hoặc đối với các cụm công nghiệp, nếu các thủ tục tiến độ chậm sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng thu hút nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên trong những năm tiếp theo. Các đại biểu đã nêu một số giải pháp để từng bước khắc phục những khó khăn, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc tiếp theo, làm sao không để chậm trễ như hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nghiêm khắc nhắc nhở lãnh đạo một số địa phương sở ngành chức năng trong việc chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ các dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành đoàn thể và địa phương cần phát động phong trào thi đua 360 ngày đêm từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20 cuối năm 2025 để nâng cao quyết tâm, nỗ lực lớn, tập trung triển khai các dự án này, cũng là đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương có các dự án trọng điểm, bàn giải pháp linh hoạt để sớm tháo gỡ những khó khăn do khách quan mang lại, chỉ bàn làm chứ không đổ cho cơ chế hoặc các nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chậm triển khai các dự án này. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể là chúng ta cùng vào cuộc vì cái sự phát triển chung của tỉnh, cố gắng nỗ lực thi đua để mà hoàn thành cái mục tiêu này. Đề nghị ban cán sự đảng, ban dân tỉnh, các đồng chí phải chỉ đạo rà soát lại để hoàn thành càng sớm càng tốt các cái văn bản hướng dẫn, các cái luật về nhà ở, luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, ba cái luật mới. Trước 31 tháng 10 năm nay là cái quy định về bảng giá đất, chúng ta giờ không còn cái hệ số K nữa, cho nên là chậm ngày nào là sẽ bị ảnh hưởng đến cái việc mà phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ, nhất là cái phương án liên quan đến đất ở và các loại đất khác ấy. Cần phải nghiên cứu để ban hành các cái cơ chế chính sách khuyến khích người dân có đất bị thu hồi theo quy định của luật đất đai để hỗ trợ cho cái công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay thì chính phủ đã phân cấp cho địa phương rất là nhiều theo các cái quy định của luật đất đai. Thế cho nên là luật đất đai rồi luật quy hoạch thì đề nghị ủy ban dân tỉnh cũng cần phải rà soát để ban hành cái văn bản người ta phân cấp phân quyền cho mình. Thế nhưng mà để làm được cái việc đấy, thực hiện cái quyền đấy của mình ý, thì vẫn phải ban hành các quy định của tỉnh để thực hiện cái việc mà chính phủ đã ủy quyền, đặc biệt là trong việc quy định những các cái trách nhiệm quyền hạn của các cấp chính quyền, các sở ngành, các địa phương, cũng như là các cái cơ chế phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới và giữa các cái cơ quan đơn vị với nhau trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ được chính phủ ủy quyền. Đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư
Cùng với cái việc ấy là thôi bây giờ các đồng chí kiểm đếm định giá tài sản đến giờ phút này là phải xong nhé, đừng có ai nói là chưa xong nhé. Tôi nói các đồng chí không có trách nhiệm luôn, là kiểm điểm trách nhiệm đấy nhé. Rồi một năm rồi cơ mà cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ phải thực hiện. Rồi xong đấy là khẩn trương là xây dựng cái phương án công khai phê duyệt cái phương án tái định cư cho bà con. Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bàn giao mặt bằng, di dời mồ mả cho dự án. Các sở ngành chức năng cần nghiên cứu cơ chế chính sách và phối hợp với các đơn vị thi công, ban hành cơ chế tạo thuận lợi cho người dân diện giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án giao thông trọng điểm cần tiến hành kiểm đếm bắt buộc. Sở Xây dựng và Tài chính ngay trong tuần sau cần tổ chức rà soát nhà xưởng, máy móc của các doanh nghiệp nằm trong vùng dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội để sớm di rời các doanh nghiệp này ra vùng khác, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Có sự hỗ trợ của sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 năm 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 130 cựu chiến binh tiêu biểu. Qua 5 năm triển khai thực hiện 2019-2024, phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trở thành động lực để động viên cán bộ hội viên tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ. Các cấp Hội Cựu chiến binh luôn gắn phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu với các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Để cán bộ hội viên có nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, các cấp hội đã nhận ủy thác với ngân hàng cho hơn 6.400 lượt hội viên vay vốn với số tiền trên 370 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây sửa 94 ngôi nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hiến gần 21.000 m2 đất, đóng góp hơn 16 tỷ đồng. Tham gia hơn 23.000 ngày công xây dựng, mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương trong tỉnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản biểu dương và đánh giá cao Hội Cựu chiến binh tỉnh vì triển khai có hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ hội viên, chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh đường lối của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ hội viên cựu chiến binh còn khó khăn trong cuộc sống. Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực chủ động hơn trong phối hợp với đoàn thanh niên có nhiều hình thức phong phú phù hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức quần chúng, các tổ chức xã hội để tham gia giải quyết vấn đề kinh tế xã hội địa phương, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước và tiếp tục đóng góp vào công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân, phải giữ vững ổn định để phát triển, chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương những chương trình, đề án, việc khó, việc mới để tổ chức cho hội viên cựu chiến binh gương mẫu đi đầu để thực hiện trong địa phương. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp hội, trong mỗi và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cái chức năng giám sát phản biện xã hội. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Trung hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Đại hội đã bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 giai đoạn 2024-2029.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng trưởng kinh tế mặc dù không cao nhưng vẫn duy trì ở mức khá so với những năm gần đây. So với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng thì tăng trưởng của Hưng Yên xếp thứ 6 trên 11 tỉnh thành phố và xếp thứ 17 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước. Đến hết tháng 9, thu ngân sách trên 30.000 tỷ đồng, đạt gần 92% dự toán đầu năm, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm trên 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó 114 dự án đầu tư mới, tăng 48 dự án so với cùng kỳ năm 2023. Bao gồm 72 dự án trong nước và 42 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân tiếp tục được quan tâm đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững. Năm 2024, Hưng Yên có kế hoạch vốn được Thủ tướng giao gần 20.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 14.400 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 năm 2024, toàn tỉnh giải ngân được trên 7.000 tỷ đồng, đạt 35,5% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá kết quả trọng tâm đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2024. Đóng góp ý kiến để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm. Về lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương cùng các sở, ban ngành có tiến độ giải ngân vốn đạt dưới 50% đã báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân đạt chậm cùng giải pháp và cam kết thực hiện để giải ngân đến cuối năm đạt trên 95%. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Xác định thời gian còn lại của năm 2024 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành khá lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 gắn với trách nhiệm người đứng đầu, chủ động xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan, quyết tâm giải ngân hết số vốn được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý dự án công trình cùng các chủ đầu tư cần tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu, quản lý chặt chẽ việc tạm ứng vốn và nghiệm thu để đảm bảo chất lượng công trình, nhất là đối với những dự án công trình đầu tư mới. Dự án xây dựng đường Chí Nghĩa Phú Cường được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt vào năm 2022 với tổng mức đầu tư 675 tỷ đồng. Theo quy hoạch tỉnh, tuyến đường hoàn thành sẽ tạo thành trục ngang kết nối đông tây xuyên suốt giữa các huyện Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Để tuyến đường sớm triển khai thi công theo kế hoạch, hiện nay huyện Kim Động, nơi dự án đi qua, đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân nhường đất cho dự án. Thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa là điểm đầu của tuyến đường đi qua với diện tích giải phóng mặt bằng lớn trên 5 hectare để thực hiện làm vòng xuyến, giao cắt với tuyến quốc lộ 39. Ngay sau khi nhận được chủ trương xây dựng, thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng, toàn bộ các hộ dân có đất nằm trong dự án đã nhanh chóng di rời tài sản mồ mả và đồng thuận cao cho dự án. Trên tinh thần là bà con nhân dân rất ủng hộ, có 9 ngôi mộ của các cái dòng họ của chúng tôi vận động tuyên truyền. Thì bà con dân đã di chuyển. Ngoài ra thì còn có 6 hộ là thuộc đất thổ cư thì họ cũng đều hoàn toàn nhất trí. Buổi họp dân công khai giữa 4 bên gồm chủ đầu tư, hội đồng bồi thường dự án của huyện, ủy ban nhân dân xã và gần 100 hộ dân xã Ngọc Thanh có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Các chế độ chính sách về hỗ trợ đền bù tài sản, hoa màu, bồi thường về đất đai được thông báo rõ ràng đến người dân. Các vướng mắc sai lệch về thông tin, diện tích cũng được người dân cung cấp và hỗ trợ giải quyết giúp cho tiến độ giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng.
Chúng tôi rất là nhất trí và hoàn toàn ủng hộ. Khi mà cái dự án này chạy qua thì chúng tôi sẽ có những đường đẹp để đi và sẽ kinh tế sẽ phát triển mạnh hơn. Cũng mong rằng là cái dự án này nhanh độ tiến độ. Thế và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng cung cấp đầy đủ các giấy tờ và các thủ tục để giúp cho dự án giải phóng mặt bằng được nhanh chóng. Đường Chính Nghĩa Phú Cường được xây dựng thì nó sẽ phát triển rất nhiều về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt là nhân dân địa phương được thụ hưởng rất nhiều về những cái hạ tầng cơ sở vật chất hiện đại. Ủy ban xã Ngọc Thanh thường xuyên phối hợp với ban chỉ đạo hỗ trợ bồi thường của huyện tiếp tục rà soát những hộ trong cái diện mà phải thu hồi. Thì đến nay chúng tôi đã rà soát và quy chủ xong đối với 7 hộ thu hồi đất thổ cư và 79 hộ thu hồi đất nông nghiệp. Tuyến đường Chính Nghĩa Phú Cường được thiết kế là đường cấp 2 đồng bằng, quy mô 4 làn xe chạy với chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km. Điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 39, điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường kết nối di sản, phát triển kinh tế dọc sông Hồng thuộc địa phận xã Phú Cường. Diện tích phải giải phóng mặt bằng của dự án nằm ở 3 xã Chính Nghĩa, Ngọc Thanh, Song Mai của huyện Kim Động với tổng diện tích 25 ha. Hiện huyện Kim Động đã ban hành thông báo thu hồi đất đến 100% các hộ thuộc hai xã Song Mai và Ngọc Thanh, đang rà soát quy chủ cho 89 hộ thuộc xã Chính Nghĩa. Đồng thời, dự kiến vị trí tái định cư cho khoảng 10 hộ dân có đất ở bị thu hồi phục vụ dự án. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng giúp cho dự án sớm đi vào triển khai hoàn thành, góp phần hiện thực hóa mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế và quỹ đất trục ngang Đông Tây của tỉnh, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vừa cứu sống thành công một bệnh nhân chấn thương ngực phức tạp nhờ áp dụng phương pháp điều trị mới. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Dương, 53 tuổi, ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, bị tai nạn lao động do ngã giáo từ tầng 3 khi đang thi công xây dựng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 13 tháng 9, trong tình trạng lơ mơ, kích thích, suy hô hấp, trụy tim mạch, tổn thương ngoài da và nhiều cơ quan. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương ngực phức tạp gồm vỡ xương bả vai, gãy 8 xương sườn, tràn máu, tràn khí khoang màng phổi hai bên, chấn thương cột sống cổ, chấn thương bụng kín, vỡ gan độ 2, vỡ thận phải độ 1, chấn thương khung chậu. Bác này là bác cái chuyên bắt tời đấy, nhưng mà cái đấy thì không có trước được, nó không may thì không, cái đấy thì mình biết sao được. Ngã từ tầng 3 ngã xuống, sợ quá thì chỉ có gọi xe cấp cứu cho vào bệnh viện luôn. Sau 4 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân đã thoát sốc nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm do chấn thương ngực phức tạp khiến bệnh nhân không thể tự thở thỏa đáng, dẫn đến suy hô hấp. Trước tình huống này, các bác sĩ khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết định áp dụng phương pháp mới phong bế ngoài màng cứng, đoạn cột sống ngực và rút ống cho bệnh nhân tập thở. Thay bằng phẫu thuật hay là cố định rất là phức tạp và làm cho tình trạng bệnh nhân sẽ nặng hơn. Đặc biệt trên bệnh nhân này là đã rất là nặng trên đa chấn thương rồi, thì cái phương pháp phong bế này giúp cho bệnh nhân không còn cảm giác đau và từ đó bệnh nhân có thể thở máy rất là nhẹ nhàng hoặc là tự thở theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đây là một kỹ thuật khó mà Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên thì đã đưa vào và đã áp dụng thành công. Sau phong bế ngoài màng cứng, bệnh nhân giảm đau, tinh thần thoải mái, có thể tự thở thỏa đáng. Hiện nay, bệnh nhân đã hồi phục, có thể ngồi dậy, đi lại, tự ăn uống và chuẩn bị xuất viện. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, nhận được phản ánh của một số hộ dân tại đội 1, thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên về một nhà kho trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hộ dân. Theo phản ánh của các hộ tại đây, kể từ khi nhà kho này được một cá nhân là người ở địa phương khác đến thuê sử dụng từ vài tháng nay, trong quá trình hoạt động, khu nhà kho thường phát ra mùi hôi thối khó chịu, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của hộ dân trong xóm. Di rời ngay cái cơ sở đấy khỏi địa bàn để trả lại một cái cuộc sống yên ổn, một cái môi trường sạch sẽ cho người dân nơi đây ạ. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân xã Liên Phương đã cử cán bộ xuống lập biên bản sự việc. Qua đây, người dân mong muốn tình trạng mùi hôi thối từ nhà kho sớm được khắc phục, trả lại môi trường trong lành trong khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, ngay sau khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về ghi hình phản ánh sự việc, ngay trong cuối giờ chiều qua, sự việc đã được khắc phục, nhà kho đã tháo dỡ mái, dừng hoạt động.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.